sai với khổ gì gì chị tại vì em này thấy yên pha ok mới tân chỉ lấy ra thì gọi là khổ chịu các bạn tìm kỹ rồi là không có nhận à tin nhắn quay lơ là Happy New Year, come hãy chị đồ à, đến sao mà New Year Eve. New Year Eve. Hiện tại thì thấy yên pha, đâu à, đâu chỉ mà yên pha, thuộc bài sập gì đi mà yên pha. Hiện tại thì đứng như cậu đi mà yên pha lắm. Cấm cấm đi nhé, đặc biệt cấm đi như là mai phi thì có gì vậy cả. Bình thường có phải quan điểm giấy mai phi rồi không? Là do vì rồi mai phi, rồi nên là không có nhiều người. Không có nhiều người. Bây giờ hạn chế cái đi người. Người là không có nhiều tập đâu.